Ừ, sư liệu có mâu thuẫn không khi mà có chỗ đức thế tôn nói rằng khi đạt được pháp nhãn thanh tịnh siêu nhiên thì nhãn minh thế tôn thấy rằng ta tuệ truy rõ ràng rõ ràng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao xa người đẹp kẻ thô xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do nghiệp của họ trong khi ở một chỗ khác như sư từng nói khi một vị tỳ kheo chủ trương rằng tất cả đều do nghiệp thì Đức Thế Tôn lại cho rằng nói vậy là vị bán như lai. Vậy hai chủ trương ở trên khác nhau ở điểm nào? Vì sao một cái thuộc tâm minh, cái còn lại là vị bán như lai? <laughs> nó như thế này cái thứ nhất là đức thế tôn trình bày sự thật mà ngài đã nhìn thấy tức là chúng sanh do tạo cái nghiệp này cho nên á, à, chúng sanh là cái người cao sang và chúng sanh á, tạo cái nghiệp này cho nên khi cái nghiệp đó trổ chúng sanh đó thành cái người hạ liệt tức là đức phật thấy rõ nhân nó cho quả như vậy nhưng mà trường hợp thứ hai đó là mình võ đoán và mình không căn cứ vào cái thần thông tức là mình không thấy à, sư lấy ví dụ lấy ví dụ nha một cái anh bác sĩ sau khi ảnh xem tất cả các cái kết quả xét nghiệm và sau khi ảnh khám một cách nghiêm túc và ảnh thấy rằng người này đau bụng là do ăn cơm thiêu à, nhưng mà người khác đó một cái anh không phải là bác sĩ hoặc là bác sĩ mà không kiểu bác sĩ lăng băm khi thấy người khác đau bụng là ngay lập tức phán người này do ăn cơm thiêu thì khi mà cái anh này đó ảnh gặp cái anh bác sĩ đó thì anh bác sĩ nó đừng chỉ bán tôi nha tôi không có nói cái chuyện đó nha quý vị thấy nó khác nhau không thấy nó khác nhau không Tức là một bên là thấy dựa trên cơ sở mình Thấy nó có thiệt Còn cái thứ hai Là không phải như vậy Đấy Tức là những trường hợp Đức Thế Tôn nói đến ở đây Là những trường hợp do nghiệp Cho nên Họ sanh vào Họ sanh làm người cao sang Họ sanh làm người hạ liệt Nha nha tức là đức thế tôn thấy do nghiệp của họ mà họ sung sướng hay do nghiệp mà họ bất hạnh nhưng mà trong số đó, đó nó có những trường hợp mà họ cao sang hay hạ liệt sung sướng hay bất hạnh không phải do nghiệp mà mình quên hết hai trường hợp là mình đổ thừa hết cho nghiệp thì đức thế tôn mới nói đừng có phỉ bán như lai có gì thấy rõ không? À, tại vì nó có hai trường hợp như vậy nó có hai trường hợp như vậy ha một anh ấy ảnh sanh vào trong nhà gia đình giàu có và sau khi ảnh sanh ra ảnh thừa kế tài sản và ảnh sống một cuộc đời giàu có thì cái việc ảnh sanh ra vào gia đình giàu có đó đó là do nghiệp do nghiệp giúp ảnh tái sanh vào gia đình giàu có nhưng mà cái chuyện mà sau đó ảnh xử lý tài sản nó như thế nào á là do cái nỗ lực trong kiếp hiện tại của ảnh của cho nên mình không thể nào nói rằng ảnh giàu là do nghiệp rồi anh thứ hai ảnh thứ hai ảnh sanh ra trong một gia đình không giàu có nhưng mà do nỗ lực cá nhân của ảnh cho nên là ảnh giàu do cái trí tuệ của ảnh do ảnh biết nắm bắt thời cơ này do ảnh siêng năng này do ảnh uh, thế này thế kia ảnh giàu thì hai cái anh giàu đứng kế bên, bên mình ôm hết hai trường hợp mình nói là ờ à, tại anh sanh ra trong một gia đình giàu có cho nên anh mới giàu Chuyện nó đâu có gì lạ tức là gì mình đã phủ nhận mình đã phủ nhận cái nỗ lực trong kiếp hiện tại của họ nha thành ra đó trong cái trường hợp thứ hai là mình đã phỉ bán đức thế tôn nha mình phải cẩn thận phải cẩn thận à, chỉ có chỉ có những bậc có thiên nhãn minh ấy Mới thấy rõ được Trường hợp nào Là do nghiệp Và trường hợp nào nó Không phải do nghiệp Nhưng mà phạm của mình ý, Mình có thể phân biệt được như sau Cái trường hợp nào Là do nỗ lực cá nhân Và trường hợp nào Không phải do nỗ lực cá nhân à, Thực tế mà nói Nghiệp và quả của nghiệp là Bất khả tư nghị Mình không có bàn kỹ được đâu Nhưng ít nhất là mình biết được một chuyện uhm, Tức là cái nỗ lực cá nhân của mình ấy nó có thể thay đổi nhiều thứ và nó có thể quyết định nhiều thứ cho nên không phải cái gì mình cũng đổ thừa cho nghiệp còn cái chuyện biết được cái chuyện biết được cái gì do nghiệp cái gì không phải do nghiệp thì chờ chừng nào mình có thiên nhãn minh là mình hẳn tính ừ. tuy nhiên Tôi nói nhiều sư xảo quý vị bị rối có những việc mình phải chắc chắn như thế này tức là gì khi mình sát sanh thì chắc chắn nó sẽ cho kết quả yếu thọ. Không khác được. Khi mình không sát sanh thì mình phải chắc chắn là nó sẽ cho cái kết quả trường thọ. Cái quả của cái việc là mình sát sanh hoặc không sát sanh đó nó sẽ cho cái quả. Còn chừng nào có thì cái mình không biết được. Nha. Mà đó là điều chắc chắn tức là gì? Đức Thế Tôn nói trong Tăng Chi Bộ Kinh, một người do họ làm ác này các tỳ kheo, quả của việc ác đó sẽ đưa chúng sanh đến những khổ cảnh. Một người khi làm thiện này các tỳ kheo, quả của thiện đó sẽ đưa chúng sanh đến những cái cảnh hạnh phúc. Nhưng mà trong một bài kinh khác Đức Thế Tôn nói như thế này, phân biệt nha, phân biệt nha. Này các Tỳ kheo, khi các ông nói rằng một người làm thiện thì sẽ sanh thiên, sẽ sanh vào các nhàn cảnh, ta không đồng ý nhưng nếu các ông nói như thế này một người khi họ làm thiện thì quả của thiện đó sẽ đưa cho họ những cảnh giới an lạc như lai sẽ đồng ý phân biệt được không xin nói một trường hợp khác suy nghĩ nha suy nghĩ nha một người nói rằng khi làm ác thì sẽ đi đọa xứ một người khi làm ác thì họ sẽ đi đọa xứ như lai không đồng ý. Nhưng một người nói như thế này, khi làm ác thì quả của ác nghiệp đó sẽ đưa họ đi đọa xứ như lai sẽ đồng ý. Phân biệt nha, phân biệt nha.